nhằm phát triển các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trên địa bàn. Sáng 23 tháng 2, Hội người cao tuổi xã Phước Hưng ra mắt câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh người cao tuổi. Lãnh đạo ban đại diện Hội người cao tuổi huyện Phú cùng lãnh đạo địa phương và các thành viên câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh huyện xã tham dự. Câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh xã Phước Hưng được thành lập với 17 thành viên do ông Bùi Văn Dẫn, Chủ tịch Hội người cao tuổi xã Phước Hưng chủ nhiệm. Câu lạc bộ hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, tự quản dưới sự quản lý trực tiếp của Ủy ban nhân xã. Đây là nơi tập hợp những người có tâm huyết, yêu thích thể thao nói chung và môn thể dục dưỡng sinh nói riêng, tạo điều kiện để mọi người tham gia tập luyện, nâng cao sức khỏe, tạo điều kiện giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong cuộc sống. Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Thành Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân xã Phước Hưng chúc mừng các thành viên câu lạc bộ, đồng thời mong muốn ban chủ nhiệm cùng các thành viên câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh xã Phước Hưng tăng cường giao lưu, học hỏi để từng bước phát huy hiệu quả hoạt động, góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao của địa phương ngày càng phát triển mạnh mẽ. Dịp này, câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh huyện Phú cũng đã giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm thông qua các tiết mục biểu diễn các bài thể dục dưỡng sinh, thu hút các thành viên mới tham gia câu lạc bộ tại địa phương.